Quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một trong các nội dung quan trọng được Thủ tướng chú trọng trong chuyến thăm này. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Thổ Nhĩ Kỳ lần này được cả hai bên rất kỳ vọng. Chuyến thăm không chỉ khẳng định mạnh mẽ, quyết tâm phải tăng cường hợp tác toàn diện, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, mà hai bên còn hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo ra một xung lực mới nhằm tạo đột phá, giúp quan hệ song phương phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện hơn. Hai bên đều hy vọng chuyến thăm này là dịp để hai nước trao đổi cấp cao trong việc xây dựng phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia rất đặc biệt, diện tích trải dài trên cả hai châu lục Âu và Á, vì có vị trí chiến lược ở giữa châu Âu, châu Á và giữa ba biển. Thổ Nhĩ Kỳ từng là ngã tư đường giữa các trung tâm kinh tế. Thủ đô Ankara ngày nay đã trở thành trung tâm chính trị và là thành phố công nghiệp lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ sau Istanbul. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978. Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, Nam Âu với các mặt hàng gạo, cao su, chè, may mặc, giày dép, hàng điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,6 tỷ đô la Mỹ. Về kinh tế, các quan hệ kinh tế, thương mại được cải thiện tích cực sau đại dịch COVID-19. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,3% so với năm 2021. Hiện nay, Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhóm các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, chỉ sau Malaysia. Hai nước cũng đang tích cực trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang bày tỏ mong muốn tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Về đầu tư, tính lũy kế tháng 10 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ có 36 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 974 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 26 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, trước hết, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận những định hướng lớn nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ bàn một số hoạt động hợp tác cụ thể, chẳng hạn như sự hợp tác giữa hai hãng hàng không quốc gia là Vietnam Airlines và Turkey Airlines, hoặc là những hoạt động hợp tác giữa hai bộ nông nghiệp hay bộ thương mại giữa hai nước. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 29 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu với 462 trên 463 phiếu tán thành, tương đương 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính 2024. Với nghị quyết này, Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro, khoảng 800 triệu đô la Mỹ trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ buộc phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Mức thuế này không áp dụng với các tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao. Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức trên cũng không phải chịu thuế suất 15%. Qua giả soát của Tổng cục Thuế, có khoảng 122 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Nếu các nước có công ty mẹ đều áp thuế từ năm 2024, các nước này sẽ thu thêm phần thuế chênh lệch khoảng hơn 14.600 tỷ đồng trong năm sau. Tuy nhiên, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, có thuế suất thực thuế thấp hơn 15%. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, trong tháng 11 năm 2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng qua ước đạt 34.000 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng mức và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.
đó là do ngay từ đầu năm 2023, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng qua với 3,2 triệu lượt khách, chiếm 28,5%. Tiếp đó là khách Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Từ ngày 1 tháng 12 tới, thông tư 63 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng một lần. Thời gian giảm phí từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Trong hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay cho quyết định 28 năm 2014 gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương đề xuất 3 phương án về giá điện cho hoạt động sạc xe điện. Phương án 1, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho trạm, trụ sạc xe điện được xây dựng trên cơ sở giá điện, phản ánh chi phí sản xuất điện mà trạm, trụ sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện. Phương án 2 là áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá kinh doanh. Phương án 3 là theo giá điện sản xuất. Phương án này cũng không phải bổ sung đối tượng mới trong cơ cấu biểu giá bán lẻ hiện hành và có thể tác động tới chính sách phát triển xe điện do làm tăng chi phí sạc điện. Theo Nghị định số 78 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32 năm 2017, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước. Trong đó, Nghị định số 78 năm 2023 sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2023. Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới, phần xe chạy 2 làn mỗi bên để có thể khai thác với vận tốc 90 km/h. Các đơn vị trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sáng ngày 29 tháng 11, thành phố Móng Cái, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Trung Quốc chính thức công bố khởi động công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc. Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái được đưa vào hoạt động năm 2019 và đóng vai trò quan trọng đối với việc hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Trung Quốc. Cửa khẩu được quy hoạch mở rộng với diện tích 53 hectare với nhiều khu chức năng, trong đó chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa, là linh kiện điện tử, hải sản, hoa quả, hàng quá cảnh. Từ đầu năm đến nay, cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu cho khoảng 43.000 phương tiện với gần 700.000 tấn hàng hóa. Trong đó, hàng xuất khẩu chiếm phần lớn, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là cái hoạt động có ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là thực hiện đầy đủ công năng của cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại khu vực cầu Bắc Luân 2. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai địa phương Móng Cái, Đông Hưng nói riêng và của Việt Nam và Trung Quốc nói chung, góp phần thực hiện cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây cũng như của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Và thứ tư, đây là cái hoạt động rất là thiết thực chào mừng thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tổ chức hội chợ thương mại biên giới Việt Trung lần thứ 15 năm 2023. Ở đây là những cái hoạt động để góp phần tăng cường cái mối quan hệ
hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Nhân cái sự kiện này thì nó lại càng làm tăng thêm mối khăng khít giữa hai bên doanh nghiệp Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, và nó tạo sợi dây gắn kết giữa hai bên doanh nghiệp để làm cái nền tảng để phát triển cái du lịch, đưa lại cái giao thoa giữa hai cái nền văn hóa của hai nước để tăng thêm cái tình đoàn kết. Việc khởi động xuất nhập cảnh cho hành khách bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15. Đây là hoạt động thường niên giữa hai quốc gia và được khởi động lại sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% trong phiên ngày 28 tháng 11 trước khả năng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng sẽ gia hạn hoặc tăng cường cắt giảm nguồn cung, sản lượng dầu tại Kazakhstan giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,7 đô la, tức 2,1% lên 81,68 đô la một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng 1,55 đô la, tức 2,1%, đóng phiên ở mức 76,41 đô la một thùng. OPEC cộng dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận các mục tiêu sản lượng cho năm 2024. Các nguồn thạo tin cho biết, các cuộc đàm phán lần này sẽ khó khăn và OPEC cộng có khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước đó, chứ không gia tăng mức cắt giảm. Một nguồn tin cho biết, theo các phái đoàn, Ả Rập Xê Út đang yêu cầu hạn ngạch sản lượng thấp hơn cho các nước OPEC cộng khác. Trong khi Kuwait phát đi tín hiệu đồng thuận với việc này, thì nhiều nước lại phản đối, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Khi mục tiêu sản lượng năm 2024 của nước này vừa mới được nâng lên trong cuộc họp trước đó hồi tháng 6. Phiên này, giá dầu cũng được hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, dự đoán lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm và sự sụt giảm trong sản lượng dầu tại Kazakhstan. Các mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan đã cắt giảm sản lượng dầu hàng ngày tổng cộng 56%. Trong khi đó, lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm 817.000 thùng trong tuần trước, theo Viện Xăng Dầu Mỹ API. Số liệu chính thức sẽ được công bố trong ngày 29 tháng 11. Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua trong phiên này, sau khi Thống đốc Christopher Waller của Fed mở ra khả năng hạ lãi suất trong vài tháng tới. Nếu lạm phát giảm hơn nữa, đồng đô la suy yếu thường làm tăng nhu cầu dầu vì nó khiến mặt hàng này trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Ngày 27 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Israel ước tính xung đột với Hamas hiện nay sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Con số trên bao gồm 107 tỷ shekel chi tiêu quốc phòng, 22 tỷ shekel bồi thường thiệt hại và 25 tỷ shekel dành cho các khoản chi tiêu dân sự khác. Ngoài ra, lãi suất nợ công dự kiến lên tới 8 tỷ shekel, trong khi nguồn thu từ thuế ước tính thất thoát tới 35 tỷ shekel do xung đột. Con số này được ước tính với giả định tác động trực tiếp của cuộc xung đột đối với nền kinh tế Israel sẽ kéo dài đến năm 2024 với cường độ giảm dần. Theo ước tính, tổng sản phẩm quốc nội của Israel dự kiến tăng 2% trong năm nay và trong năm tới, thấp hơn các mức ước tính đưa ra tháng trước là 2,3% trong năm nay và 2,8% trong năm 2024. Do chi phí tăng cao trong khi nguồn thu từ thuế giảm, Ngân hàng Trung ương Israel dự báo nợ công sẽ tăng từ mức tương đương 60,5 GDP vào năm 2022 lên mức 63% GDP trong năm nay và 66% vào cuối năm 2024. Hôm 8 tháng 11, Bộ Tài chính Israel cho biết thâm hụt ngân sách trong một năm tính đến tháng 10 năm nay đã tăng lên 47,2 tỷ shekel, tức là khoảng 12,28 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 2,6% GDP. Mức thâm hụt này chịu tác động lớn của cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza, bùng phát hồi đầu tháng 10 vừa qua. Chỉ riêng trong tháng 10, chi ngân sách tháng của Israel lên tới 54,9 tỷ shekel, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn thu giảm 16,4% xuống còn 32 tỷ shekel. Hàng loạt sản phẩm được giảm giá sâu, từ mỹ phẩm cho đến đồ điện tử trong dịp lễ tạ ơn Black Friday và Cyber Monday đã lôi kéo người tiêu dùng Mỹ chi khoảng 38 tỷ đô la Mỹ cho mua sắm trực tuyến, báo hiệu một mùa mua sắm nhộn nhịp trong các dịp lễ cuối năm. Dữ liệu của Adobe Analytics cho biết, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ dành cho mua sắm trực tuyến trong tuần lễ điện tử kéo dài 5 ngày từ ngày lễ tạ ơn đến ngày Cyber Monday đã tăng 7,8%, vượt xa mức dự báo ban đầu với mức tăng là 5,4%. Hôm nay là Cyber Monday. Đây là một ngày mua sắm quan trọng tại Amazon. Chúng tôi rất vui khi được mang đến những khoản tiết kiệm lớn, giá trị lớn cho khách hàng.
Và trên thực tế thì chúng tôi đã có một ngày Black Friday kỷ lục với doanh số cao và nhiều mặt hàng được bán hơn bao giờ hết trong lịch sử Amazon trong dịp này. Và trên thực tế, trung bình khách hàng đã mua hơn 1.000 mặt hàng mỗi giây trong dịp Black Friday. Mặc dù trước dịp lễ tạ ơn, công ty tư vấn tài chính Deloitte và một số nhà bán lẻ như Walmart, Macy's đã cảnh báo về khả năng chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng Mỹ do lạm phát, nhưng các ưu đãi lớn xuyên suốt tuần lễ điện tử đã thu hút một số lượng lớn những người săn hàng giá rẻ. Tôi là khách du lịch người Anh, ở đây có những ưu đãi tuyệt vời. Hầu hết mọi thứ đều giảm giá 40%, 50%. Tôi sẽ đi đón bạn tôi đến để mua thêm. Tôi đang cố gắng tìm món đồ giá hợp lý nhất vì chúng tôi muốn mua quà cho gia đình. Theo số liệu được Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia công bố ngày 28 tháng 11, hơn 200 triệu người tiêu dùng Mỹ đã mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và trực tuyến trong dịp lễ tạ ơn, tăng so với mức 196 triệu người vào năm ngoái và vượt ước tính của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia đưa ra trước đó là 182 triệu người. Số lượng người dùng mua sắm trực tuyến đã tăng 3,1% lên mức 134,2 triệu, bù đắp cho số lượng khách hàng ghé thăm các cửa hàng truyền thống giảm nhẹ. Dịp lễ tạ ơn đã chứng kiến khoảng 121,4 triệu người mua sắm tại cửa hàng, giảm so với mức 122,7 triệu người của năm ngoái. Số liệu của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cũng cho thấy, trung bình người tiêu dùng Mỹ chi tiêu 321,41 đô la cho các giao dịch liên quan đến lễ tạ ơn như đồ chơi, đồ điện tử và thẻ quà tặng, giảm so với mức 325,44 đô la vào năm ngoái. Theo Vivek Pandya, chuyên gia phân tích của Adobe Digital Insights, mức chi tiêu trực tuyến kỷ lục trong tuần lễ điện tử cho thấy tác động của việc giảm giá đối với nhu cầu của người tiêu dùng. Adobe cho biết, mức giảm giá cao nhất là 31% đối với sản phẩm điện tử và 27% đối với đồ chơi trong ngày Cyber Monday, thường là dịp mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Mỹ. Để giảm bớt gánh nặng về ngân sách, người mua hàng ở Mỹ cũng sử dụng các dịch vụ thanh toán Klarna hoặc Affirm để tránh các khoản phí và lãi bổ sung khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Công ty thanh toán Block đã ghi nhận các giao dịch thông qua dịch vụ Afterpay đã tăng 19% trong dịp lễ tạ ơn, trong khi Klarna cho biết họ chứng kiến số lượng đơn đặt hàng từ người tiêu dùng Mỹ tăng 29% vào ngày Black Friday. Mới đây, báo Liên Hợp Buổi Sáng đăng bài phân tích dự đoán quy mô doanh số của các mặt hàng xa xỉ toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình một con số trong 10 năm tới. Trong đó tiêu dùng từ Trung Quốc là động cơ tăng trưởng của ngành này. Báo trên trích báo cáo của hãng nghiên cứu đầu tư và xếp hạng quỹ Morningstar dự đoán đến năm 2032, tiêu dùng xa xỉ của Trung Quốc sẽ chiếm 34% tiêu thụ hàng hóa xa xỉ toàn cầu, cao hơn 16 điểm phần trăm so với mức 18% của năm 2022. Mặc dù hiện nay kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức như thị trường bất động sản ảm đạm, tăng trưởng kinh tế chậm lại, song khoản tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vẫn hỗ trợ cho tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của nước này. Theo báo cáo, nhu cầu hàng hóa xa xỉ của thị trường Trung Quốc hiện nay giảm 30% so với mức trước dịch bệnh. Về dài hạn, nhu cầu hàng hóa xa xỉ của Trung Quốc sẽ được thúc đẩy nhờ tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người. Trong khi đó, báo cáo dự đoán mức tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của người Mỹ sẽ suy giảm trong năm nay, sau đó sẽ tăng trưởng trở lại. Mức tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của châu Âu được dự báo cũng sẽ giảm trong năm nay và năm sau. Cũng theo báo cáo này, doanh số bán hàng trực tuyến hàng hóa xa xỉ có thể sẽ giảm 30% trong 10 năm tới. Điều này được lý giải là mặc dù những năm gần đây, các thương hiệu hàng hóa xa xỉ lớn đã tăng cường khai thác kênh bán hàng trực tuyến, nhưng do chênh lệch giá cả giữa hàng hóa bán ở Trung Quốc và châu Âu, nên việc mua hàng hóa xa xỉ thông qua kênh du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ. Thêm vào đó, trải nghiệm mua sắm cá nhân chất lượng cao ở các cửa hàng trực tiếp cũng làm giảm tỷ lệ thâm nhập bán hàng trực tuyến của hàng hóa xa xỉ trong 10 năm tới. Quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một trong các nội dung quan trọng được Thủ tướng chú trọng trong chuyến thăm này. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Thổ Nhĩ Kỳ lần này được cả hai bên rất kỳ vọng. Chuyến thăm không chỉ khẳng định mạnh mẽ, quyết tâm phải tăng cường hợp tác toàn diện, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, mà hai bên còn hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo ra một xung lực mới nhằm tạo đột phá, giúp quan hệ song phương phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện hơn. Hai bên đều hy vọng chuyến thăm này là dịp để hai nước trao đổi cấp cao trong việc xây dựng phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia rất đặc biệt, diện tích trải dài trên cả hai châu lục Âu và Á. Vì có vị trí chiến lược ở giữa châu Âu, châu Á và giữa ba biển, Thổ Nhĩ Kỳ từng là ngã tư đường giữa các trung tâm kinh tế.
thủ đô Ankara ngày nay đã trở thành trung tâm chính trị và là thành phố công nghiệp lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ sau Istanbul. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978. Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, Nam Âu với các mặt hàng gạo, cao su, chè, may mặc, giày dép, hàng điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,6 tỷ đô la Mỹ. Về kinh tế, các quan hệ kinh tế, thương mại được cải thiện tích cực sau đại dịch COVID-19. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,3% so với năm 2021. Hiện nay, Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhóm các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, chỉ sau Malaysia. Hai nước cũng đang tích cực trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang bày tỏ mong muốn tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Về đầu tư, tính lũy kế tháng 10 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ có 36 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 974 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 26 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, trước hết, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận những định hướng lớn nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ bàn một số hoạt động hợp tác cụ thể, chẳng hạn như sự hợp tác giữa hai hãng hàng không quốc gia là Vietnam Airlines và Turkey Airlines, hoặc là những hoạt động hợp tác giữa hai bộ nông nghiệp hay bộ thương mại giữa hai nước. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 29 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu với 462 trên 463 phiếu tán thành, tương đương 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính 2024. Với nghị quyết này, Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro, khoảng 800 triệu đô la Mỹ trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ buộc phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Mức thuế này không áp dụng với các tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao. Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức trên cũng không phải chịu thuế suất 15%. Qua giả soát của Tổng cục Thuế, có khoảng 122 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Nếu các nước có công ty mẹ đều áp thuế từ năm 2024, các nước này sẽ thu thêm phần thuế chênh lệch khoảng hơn 14.600 tỷ đồng trong năm sau. Tuy nhiên, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, có thuế suất thực thuế thấp hơn 15%. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, trong tháng 11 năm 2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng qua ước đạt 34.000 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng mức và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Đó là do ngay từ đầu năm 2023, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng qua với 3,2 triệu lượt khách, chiếm 28,5%. Tiếp đó là khách Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Từ ngày 1 tháng 12 tới, thông tư 63 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng một lần. Thời gian giảm phí từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.
Trong hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay cho quyết định 28 năm 2014 gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương đề xuất 3 phương án về giá điện cho hoạt động sạc xe điện. Phương án 1, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho trạm, trụ sạc xe điện được xây dựng trên cơ sở giá điện, phản ánh chi phí sản xuất điện mà trạm, trụ sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện. Phương án 2 là áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá kinh doanh. Phương án 3 là theo giá điện sản xuất. Phương án này cũng không phải bổ sung đối tượng mới trong cơ cấu biểu giá bán lẻ hiện hành và có thể tác động tới chính sách phát triển xe điện do làm tăng chi phí sạc điện. Theo Nghị định số 78 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32 năm 2017, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước. Trong đó, Nghị định số 78 năm 2023 sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2023. Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới, phần xe chạy 2 làn mỗi bên để có thể khai thác với vận tốc 90 km/h. Các đơn vị trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sáng ngày 29 tháng 11, thành phố Móng Cái Việt Nam và thành phố Đông Hưng Trung Quốc chính thức công bố khởi động công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái Việt Nam, Đông Hưng Trung Quốc. Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái được đưa vào hoạt động năm 2019 và đóng vai trò quan trọng đối với việc hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Trung Quốc. Cửa khẩu được quy hoạch mở rộng với diện tích 53 hectare với nhiều khu chức năng, trong đó chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa, là linh kiện điện tử, hải sản, hoa quả, hàng quá cảnh. Từ đầu năm đến nay, cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu cho khoảng 43.000 phương tiện với gần 700.000 tấn hàng hóa. Trong đó, hàng xuất khẩu chiếm phần lớn, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là cái hoạt động có ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là thực hiện đầy đủ công năng của cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại khu vực cầu Bắc Luân 2. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai địa phương Móng Cái, Đông Hưng nói riêng và của Việt Nam và Trung Quốc nói chung, góp phần thực hiện cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây cũng như của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Và thứ tư, đây là cái hoạt động rất là thiết thực chào mừng thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tổ chức hội chợ thương mại biên giới Việt Trung lần thứ 15 năm 2023. Ở đây là những cái hoạt động để góp phần tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Nhân cái sự kiện này thì nó lại càng làm tăng thêm cái mối khăng khít giữa hai bên doanh nghiệp Móng Cái Quảng Ninh Việt Nam, Đông Hưng Quảng Tây Trung Quốc, và nó tạo sợi dây gắn kết giữa hai bên doanh nghiệp để làm cái nền tảng để phát triển cái du lịch, đưa lại cái giao thoa giữa hai cái nền văn hóa của hai nước để tăng thêm cái tình đoàn kết. Việc khởi động xuất nhập cảnh cho hành khách bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15. Đây là hoạt động thường niên giữa hai quốc gia và được khởi động lại sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Giá
Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% trong phiên ngày 28 tháng 11 trước khả năng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng sẽ gia hạn hoặc tăng cường cắt giảm nguồn cung, sản lượng dầu tại Kazakhstan giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,7 đô la, tức 2,1% lên 81,68 đô la một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng 1,55 đô la, tức 2,1%, đóng phiên ở mức 76,41 đô la một thùng. OPEC cộng dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng vào ngày 30 tháng 11 để thảo luận các mục tiêu sản lượng cho năm 2024. Các nguồn thạo tin cho biết, các cuộc đàm phán lần này sẽ khó khăn và OPEC cộng có khả năng sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước đó, chứ không gia tăng mức cắt giảm. Một nguồn tin cho biết, theo các phái đoàn, Ả Rập Xê Út đang yêu cầu hạn ngạch sản lượng thấp hơn cho các nước OPEC cộng khác. Trong khi Kuwait phát đi tín hiệu đồng thuận với việc này, thì nhiều nước lại phản đối, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Khi mục tiêu sản lượng năm 2024 của nước này vừa mới được nâng lên trong cuộc họp trước đó hồi tháng 6. Phiên này, giá dầu cũng được hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, dự đoán lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm và sự sụt giảm trong sản lượng dầu tại Kazakhstan. Các mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan đã cắt giảm sản lượng dầu hàng ngày tổng cộng 56%. Trong khi đó, lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm 817.000 thùng trong tuần trước, theo Viện Xăng Dầu Mỹ API. Số liệu chính thức sẽ được công bố trong ngày 29 tháng 11. Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua trong phiên này, sau khi Thống đốc Christopher Wheeler của Fed mở ra khả năng hạ lãi suất trong vài tháng tới. Nếu lạm phát giảm hơn nữa, đồng đô la suy yếu thường làm tăng nhu cầu dầu vì nó khiến mặt hàng này trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Ngày 27 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Israel ước tính xung đột với Hamas hiện nay sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Con số trên bao gồm 107 tỷ shekel chi tiêu quốc phòng, 22 tỷ shekel bồi thường thiệt hại và 25 tỷ shekel dành cho các khoản chi tiêu dân sự khác. Ngoài ra, lãi suất nợ công dự kiến lên tới 8 tỷ shekel, trong khi nguồn thu từ thuế ước tính thất thoát tới 35 tỷ shekel do xung đột. Con số này được ước tính với giả định tác động trực tiếp của cuộc xung đột đối với nền kinh tế Israel sẽ kéo dài đến năm 2024 với cường độ giảm dần. Theo ước tính, tổng sản phẩm quốc nội của Israel dự kiến tăng 2% trong năm nay và trong năm tới, thấp hơn các mức ước tính đưa ra tháng trước là 2,3% trong năm nay và 2,8% trong năm 2024. Do chi phí tăng cao trong khi nguồn thu từ thuế giảm, Ngân hàng Trung ương Israel dự báo nợ công sẽ tăng từ mức tương đương 60,5 GDP vào năm 2022 lên mức 63% GDP trong năm nay và 66% vào cuối năm 2024. Hôm 8 tháng 11, Bộ Tài chính Israel cho biết thâm hụt ngân sách trong một năm tính đến tháng 10 năm nay đã tăng lên 47,2 tỷ shekel, tức là khoảng 12,28 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 2,6% GDP. Mức thâm hụt này chịu tác động lớn của cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza, bùng phát hồi đầu tháng 10 vừa qua. Chỉ riêng trong tháng 10, chi ngân sách tháng của Israel lên tới 54,9 tỷ shekel, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn thu giảm 16,4% xuống còn 32 tỷ shekel. Hàng loạt sản phẩm được giảm giá sâu, từ mỹ phẩm cho đến đồ điện tử trong dịp lễ tạ ơn Black Friday và Cyber Monday đã lôi kéo người tiêu dùng Mỹ chi khoảng 38 tỷ đô la Mỹ cho mua sắm trực tuyến, báo hiệu một mùa mua sắm nhộn nhịp trong các dịp lễ cuối năm. Dữ liệu của Adobe Analytics cho biết, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ dành cho mua sắm trực tuyến trong tuần lễ điện tử kéo dài 5 ngày từ ngày lễ tạ ơn đến ngày Cyber Monday đã tăng 7,8%, vượt xa mức dự báo ban đầu với mức tăng là 5,4%. Hôm nay là Cyber Monday, đây là một ngày mua sắm quan trọng tại Amazon. Chúng tôi rất vui khi được mang đến những khoản tiết kiệm lớn, giá trị lớn cho khách hàng. Và trên thực tế thì chúng tôi đã có một ngày Black Friday kỷ lục với doanh số cao và nhiều mặt hàng được bán hơn bao giờ hết trong lịch sử Amazon trong dịp này. Và trên thực tế, trung bình khách hàng đã mua hơn 1.000 mặt hàng mỗi giây trong dịp Black Friday. Mặc dù trước dịp lễ tạ ơn, công ty tư vấn tài chính Deloitte và một số nhà bán lẻ như Walmart, Macy's đã cảnh báo về khả năng chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng Mỹ do lạm phát, nhưng các ưu đãi lớn xuyên suốt tuần lễ điện tử đã thu hút một số lượng lớn những người săn hàng giá rẻ. Tôi là khách du lịch người Anh, ở đây có những ưu đãi tuyệt vời. Hầu hết mọi thứ đều giảm giá 40%, 50%. Tôi sẽ đi đón bạn tôi đến để mua thêm.
Tôi đang cố gắng tìm món đồ giá hợp lý nhất vì chúng tôi muốn mua quà cho gia đình. Theo số liệu được Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia công bố ngày 28 tháng 11, hơn 200 triệu người tiêu dùng Mỹ đã mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và trực tuyến trong dịp lễ Tạ ơn, tăng so với mức 196 triệu người vào năm ngoái và vượt ước tính của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia đưa ra trước đó là 182 triệu người. Số lượng người dùng mua sắm trực tuyến đã tăng 3,1% lên mức 134,2 triệu, bù đắp cho số lượng khách hàng ghé thăm các cửa hàng truyền thống giảm nhẹ. Dịp lễ Tạ ơn đã chứng kiến khoảng 121,4 triệu người mua sắm tại cửa hàng, giảm so với mức 122,7 triệu người của năm ngoái. Số liệu của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cũng cho thấy, trung bình người tiêu dùng Mỹ chi tiêu 321,41 đô la cho các giao dịch liên quan đến lễ Tạ ơn như đồ chơi, đồ điện tử và thẻ quà tặng, giảm so với mức 325,44 đô la vào năm ngoái. Theo Vivek Pandya, chuyên gia phân tích của Adobe Digital Insights, mức chi tiêu trực tuyến kỷ lục trong tuần lễ điện tử cho thấy tác động của việc giảm giá đối với nhu cầu của người tiêu dùng. Adobe cho biết, mức giảm giá cao nhất là 31% đối với sản phẩm điện tử và 27% đối với đồ chơi trong ngày Cyber Monday, thường là dịp mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Mỹ. Để giảm bớt gánh nặng về ngân sách, người mua hàng ở Mỹ cũng sử dụng các dịch vụ thanh toán Klarna hoặc Affirm để tránh các khoản phí và lãi bổ sung khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Công ty thanh toán Block đã ghi nhận các giao dịch thông qua dịch vụ Afterpay đã tăng 19% trong dịp lễ Tạ ơn, trong khi Klarna cho biết họ chứng kiến số lượng đơn đặt hàng từ người tiêu dùng Mỹ tăng 29% vào ngày Black Friday. Mới đây, báo Liên Hợp Buổi Sáng đăng bài phân tích dự đoán quy mô doanh số của các mặt hàng xa xỉ toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình một con số trong 10 năm tới. Trong đó tiêu dùng từ Trung Quốc là động cơ tăng trưởng của ngành này. Báo trên trích báo cáo của hãng nghiên cứu đầu tư và xếp hạng quỹ Morningstar dự đoán đến năm 2032, tiêu dùng xa xỉ của Trung Quốc sẽ chiếm 34% tiêu thụ hàng hóa xa xỉ toàn cầu, cao hơn 16 điểm phần trăm so với mức 18% của năm 2022. Mặc dù hiện nay kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức như thị trường bất động sản ảm đạm, tăng trưởng kinh tế chậm lại, song khoản tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vẫn hỗ trợ cho tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của nước này. Theo báo cáo, nhu cầu hàng hóa xa xỉ của thị trường Trung Quốc hiện nay giảm 30% so với mức trước dịch bệnh. Về dài hạn, nhu cầu hàng hóa xa xỉ của Trung Quốc sẽ được thúc đẩy nhờ tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người. Trong khi đó, báo cáo dự đoán mức tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của người Mỹ sẽ suy giảm trong năm nay, sau đó sẽ tăng trưởng trở lại. Mức tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của châu Âu được dự báo cũng sẽ giảm trong năm nay và năm sau. Cũng theo báo cáo này, doanh số bán hàng trực tuyến hàng hóa xa xỉ có thể sẽ giảm 30% trong 10 năm tới. Điều này được lý giải là mặc dù những năm gần đây, các thương hiệu hàng hóa xa xỉ lớn đã tăng cường khai thác kênh bán hàng trực tuyến, nhưng do chênh lệch giá cả giữa hàng hóa bán ở Trung Quốc và châu Âu, nên việc mua hàng hóa xa xỉ thông qua kênh du lịch sẽ phục hồi mạnh mẽ. Thêm vào đó, trải nghiệm mua sắm cá nhân chất lượng cao ở các cửa hàng trực tiếp cũng làm giảm tỷ lệ thâm nhập bán hàng trực tuyến của hàng hóa xa xỉ trong 10 năm tới.